Có bạn nào nhận ra được cái phi thuyền này không? Oh my god, có Vegeta ngồi bên trong kìa. Tuổi thơ của tôi. Ủa thì nó phải Pikachu đâu. Ừ thì nhưng mà nó là Pokemon mà. Ừ, trời ơi, thanh niên fan Pokemon mà biết mỗi Pikachu, thua luôn. Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Em cam với các bạn luôn nha. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ có 10 quả trứng bất ngờ. Ý, 11 chứ. Gì đâu ra cam cam, có 10 quả hả? Em nói chi. Ôi giời, em có mở ra được đâu mà tính. Ờ ha. Ừ, nhưng mà các bạn ơi, đây không phải là những quả trứng bất ngờ bình thường đâu á nha. Bởi vì cái nơi mà anh Khoai Tây đã lấy được những quả trứng này còn bất ngờ hơn nữa. Xuất phát từ Nhật Bản thì đây là những quả trứng được lấy từ những cái máy gacha gacha. Một cái trào lưu do chơi trứng bất ngờ đã có từ rất lâu ở Nhật Bản rồi các bạn. Và thậm chí là dần dần nó đã trở thành một cái nét văn hóa của nước Nhật nữa. Thì có lẽ là một số bạn cũng đã biết rồi. Nhưng mà cái điều bất ngờ anh muốn nói ở đây đó là anh đã không cần phải đi qua tận Minh Nhật để có được những quả trứng bất ngờ này. Xin mời các bạn hãy cùng xem một đoạn clip ngắn sau đây. Ok các bạn ơi, hôm nay thì anh Khoai Tây đang ở trong Vạn Hạnh Mall, một cái mall quen thuộc, anh rất thích đi chỗ này. Và anh vừa phát hiện ra một cái tiệm. Oh my god, lần đầu tiên luôn nha. Tiệm có tên là Doki Doki. Doki Doki, cùng trải nghiệm máy bán trứng tự động từ Nhật Bản. What? Cái tiệm này thì nó nằm ở trên lầu 3 của Vạn Hạnh Mall. Đấy, giờ anh sẽ dẫn các bạn đi vào bên trong xem nó có cái gì. Oh my god, đây là Lando. Anh đi chung với lại team DTMX luôn nha. Ok. Lando đang coi cái gì ạ? So cute. Có bạn nào nhận ra được cái phi thuyền này không? Oh my god, có Vegeta ngồi bên trong kìa. Tuổi thơ của tôi. Còn ngay đây. Oh my god, các bạn có nhớ là một tập mà nó dẫn các bạn vào mình chơi mấy cái máy bán trứng tự động đó các bạn. Nhìn nè, một dàn máy luôn, quá trời luôn, trời nhìn đã lắm. À, những cái dàn máy bên này hình như họ chưa có bỏ đồ chơi vô. Nhưng mà trong tương lai thì chắc cũng sẽ có. Ok, thì chút nữa anh sẽ mua một vài những cái quả trứng này rồi mình mang về Toy Station review luôn. Nhưng mà cái này để chút nữa đi, bây giờ anh dẫn các bạn đi tham quan nguyên một cái cửa tiệm này luôn. Những cái mô hình rất là đẹp. Đây, ở đây có bạn nào là fan của One Piece không? Chắc chắn sẽ thích cái tủ này ha. À, cái này hình như là ACE đúng không? Và ở dưới này đó. Ồ, cái này chắc chắn là Luffy rồi. What? Con này ông này. Trời ơi, sao nhân vật này nhìn mắc cười quá vậy? Anh nhìn không biết là ai luôn, có bạn nào biết không? À, comment ở bên dưới giúp anh ha. Còn bên dưới này là một số những cái mô hình bự hơn. Bự hơn một bàn tay của anh Khoai Tây luôn nè. Còn cái tủ này là hai mô hình của Naruto và Miku. À, Miku là một ca sĩ ảo nha các bạn. So cute. Đây, còn bên đây, nguyên một bộ 7 viên ngọc rồng, các siêu Saiya, tóc vàng, tóc tím luôn. À, cái này là phiên bản của Vegeta khi mà đấu với lại Mabu nè. Ai cũng đang đứng đúng nghĩa đen là gồng siêu Saiya luôn. Và một số những cái khu trưng bày ở chính giữa này, ở cái lồng kính này cũng là 7 viên ngọc rồng nè. Ở bên đây là One Piece. Lily, thấy đẹp không? Đẹp quá trời luôn á. À, cái này gì đây? Mochi. Mochi hả? What? Oh my god. Thế giới mochi luôn. Quá trời mochi các bạn ơi. Có mochi trái cây. Ý cái này y chang như hôm bữa mình mở rồi nè. What? Cái này là mochi. Ý mochi cũng ý ẹn. Còn cái tủ chính giữa này là squishy các bạn ơi. Rất là nhiều những squishy donut. Này là bánh mì luôn, wow, nhìn y như thật luôn. Nhưng mà không ăn được đâu nha, là squishy thôi. Ta sẽ ăn hết đống bánh mì này. Xích qua một xíu là một cái tủ chứa rất là nhiều Doraemon. Là những bạn nhồi bông. À, có Luffy nữa. Ok, còn đây là cái tủ trưng bày mochi nữa các bạn. Rồi, xem nào. Ôi mẹ ơi, một ông mèo mập bú nằm ở giữa. So cute. Cái này dễ thương nè. Hai cái quả trứng các bạn ơi, cái lòng đỏ trứng nhìn giống như là một chú gà. Oh my god. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây, squishy. Wow. Squishy bánh mì mình thấy hồi nãy trong cái lồng kính đó các bạn. Bạn ở đây. Cái tủ phía trên này thì cũng có thêm một số những cái mô hình của One Piece nè. Wow, rất là nhiều nhân vật luôn, nhưng mà đáng tiếc thì anh không có rành lắm về One Piece. Các bạn nào có thể kể tên được những nhân vật này không ta? Trời ơi, đèn đổi mặt nóng quá. Tiếp qua cái kệ bên này. Oh my god, thua cái này hay nè. Sao phiên bản cấp 1 đang ngồi lên một cái viên ngọc rồng các bạn ơi. Con này. À, thần vũ trụ. Oh, so cute. Nhìn muốn mua hết quá à. Oh man, dưới đây còn có Fijie mà phiên bản
trong hộp nhỏ xíu nữa các bạn. Và áo vest nữa chứ, trời ơi. Wow, mấy cái mặt hàng này rất là lạ nha, mình chưa thấy bao giờ luôn á. Rất là nhiều những cái mô hình One Piece dễ thương luôn các bạn ơi. Nhỏ nhỏ như nè. Wow. Cái này là những mô hình tí hon để làm móc khóa. Em biết bạn này. Biết không? Tên gì? Sugoku. Sugoku gì? Cái này là Vegeta của người ta. Ủa? Này thì biết. Này mới là Sugoku nè. Đâu? Để coi. Cái này mà Sugoku á hả? Dạ. Cái đó là hợp thể giữa Sugoku với lại Vegeta đó. Ok. Fail, big fail. Ủa, lại sai nữa hả? Ừ, chính xác. Kiến thức về bảy viên ngọc rồng của em quá rộng. Đâu, cho nói lại á. Nhưng mà này tên gì? Sugoku. Ờ, ok, chính xác. Cuối cùng sau 3 lần bóc đại mới đúng Sugoku các bạn ơi. Wow, và đây là thêm một cái tủ nữa. À, các mô hình hình như là Doki Doki rất là thích One Piece với lại bảy viên ngọc rồng các bạn ơi, rất là nhiều luôn. Gì? Anh có bạn này? Và cái tiệm này thì hình như là họ mới khai trương này thôi các bạn ơi. Bởi vì trước đây anh đi thì không thấy. Và thật sự là có một cái cảm giác rất là giống với một cái cửa tiệm nào đó ở bên Nhật. Hôm nay thì anh chỉ đi ăn với DTMX thôi. Mà ai ngờ phát hiện ra cái tiệm này rất là thú vị luôn. Quay video cho các bạn xem ngay lập tức. Sao? Ok. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng mua trứng đi các bạn ơi. Anh sẽ khai trương trước nha. À đây, anh nghĩ là anh sẽ lấy một trứng bảy viên ngọc rồng. Đó, mình bỏ vô đây trước nha các bạn. Chuẩn bị nào. Ui. Một em rồi. Rồi, tới X-Man đi. Let's go. Ui. Hai trái luôn. Giữ giùm anh luôn đi. Ok, Lily sẽ quay ra trứng Minion để xem chúng ta có những cái bạn nào. Cái này là King Bob nè. Muốn quay là King Bob hả? Ôi, anh thấy này dễ thương hơn nè. Thôi hên xui mà, quay đi. Rồi. Ủa? Em được con gì, được con gì, được con gì? King Bob. Jesus. Trời hên quá vậy. Tới Lano. Gì? Tiền không? Đâu, đâu, đâu. Oh my god, really? Ok, vô, 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 sắp liền. Rồi, are you ready? Let's go. Wow, wow, wow. Được con nào, được con nào, ra đâu, được con nào. Không thấy rõ đâu các bạn ơi, nhưng mà hình như... À, rồi. Ê, nhưng mà mấy con này dễ thương quá, mình làm thêm trái nữa đi. Được không? Thêm trái nữa nha. Ok, thêm một trái nữa các bạn ơi, mấy em chó Shiba này quá dễ thương luôn. So cute. Wow. Đây em sẽ tiếp tục mở Pokemon. Gì? Gì ghiền Pokemon vậy ba? Trời ơi, sở thích của em. Ok. Quý hơn. Đây là thanh niên nhí nhảnh các bạn ơi. Ừ thì nhưng mà nó là Pokemon mà. Ừ, trời ơi, thanh niên fan Pokemon mà biết mỗi Pikachu. Thua luôn. Pikachu thôi, em thích Pikachu thôi. Vậy tức là bây giờ phải ấy ra cho bằng được Pikachu mới chịu hả? Nhất quyết rồi. Rồi vô đi, tiếp đi. Thanh niên hâm mộ Pikachu các bạn ơi, cho nên là nhất quyết là phải ra được Pikachu. Rất, dạ, yeah, thanh niên nam tính. Pikachu không? Rồi, xong. Rồi thôi, chúc mừng em số phận luôn rồi thôi. Đủ rồi. Đây là thu hoạch của em nè các bạn ơi, 10 trứng, 2, 4, 6, 8, 10, yes, mang về Toy Station thôi. Từ từ, cám, cái gì cũng phải từ từ. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cho mở những cái quả trứng này trước cái đã. Ok, vậy thì mình tiến hành luôn anh ấy. Let's go. Ok, và sau buổi thu hoạch máy trứng gacha gacha thì chúng ta có 3 quả trứng lớn nè các bạn, 4 quả nhỏ hơn. Còn 3 cái quả ở giữa này nó có một cái thiết kế hơi đặc biệt hơn một chút xíu. Rồi bây giờ thì để xem những cái đồ chơi bên trong nó cụ thể là cái gì ha. Mình mở cái quả ở chính giữa màu xanh này ra trước đi. Kia xem nào. 1, 2, 3. Cái gì đây ta? Hình như là mochi.
Chúng ta có hai món ở bên trong cái bịch này luôn các bạn ơi. Cái này là một cái hộp nhựa trong suốt. Còn đây là một em chuột các bạn ơi. Cái này chắc là chuột bạch hay là hamster. Có một cái lớp kem rồi, giống như là hạt đậu ở trên lưng nữa nè. Còn cái hộp này rồi. Cái này là một cái bánh các bạn ơi. Một cái bánh mình sẽ trưng ở trong cái hộp này như thế này. Đó. Oh my god, so cute. Đi kèm theo thì chúng ta cũng có thêm một cái sticker. Như cái này. Chút nữa mình gỡ rồi mình dán lên vậy nè. Còn đây là cái list các bạn ơi. Wow. Đây là một dòng đồ chơi đến từ hãng Epic, cũng là một trong những cái hãng lớn sản xuất về mô hình của Nhật Bản. Và ở đây chúng ta có một cái series bánh chuột các bạn. Chọn bộ là có 5 cái hộp bánh như thế này. Và có vẻ như là chúng ta đã mở ra được em số 2. Còn cái tên là cái gì anh không đọc được các bạn ơi. Toàn là tiếng Nhật không à. Sẽ Google sau vậy. Mà anh đoán này là một bạn chuột matcha trà xanh chăng? Nhưng mà có một điều hồi nãy ban đầu thì anh đoán bạn này là mochi. Nhưng mà thực sự không phải nha các bạn, không phải là mochi. Đó, nhưng em bánh chuột này được làm bằng một cái loại cao su mềm, rộng ở bên trong ha. Đó, mình có thể bóp như vậy nè. Giống như là mấy em vịt thả bùn tắm á. Kích thước thì nhỏ xíu thôi, các bạn cũng đã thấy rồi ha. Một bằng một lóng tay. Nhưng mà chi tiết thì cũng rất là ok. Thấy được những cái chi tiết lông chuột nè. Nhất là cái phần mắt của bạn này. Rất là rõ nét luôn. Dễ thương hơn nữa là mình có thể để vào cái hộp nhầy. Đó, giống như là đi vào tiệm bánh thật sự luôn. Bây giờ anh sẽ gỡ cái sticker này ra. Ok. Và mình sẽ dán lên cái hộp. Đó. Rồi bây giờ thì anh sẽ quyết định nè. Dán cái này lại luôn. Ok. Đó, giống như là một hộp bánh mới ra lò sẽ được trưng lên cửa tiệm để bán. Thì những bạn nào vẫn còn muốn chơi với em chuột bên trong thì anh khuyên là đừng có nên dán cái sticker này vội, bởi vì dán vào lúc mà mình bóc ra nó sẽ xấu. Còn anh thì anh thích cái bạn này như vậy hơn, mình trưng nó đẹp hơn. Tiếp theo chúng ta mở một quả nhỏ dưới đây đi. Xem nào. Gỡ cái bàn kèo ở đây ra trước. 1, 2, 3. Wow. Đây là những em chó Shiba. Cũng là một cái bao có hai cái món nữa các bạn ơi. Cái này làm anh liên tưởng tới đồ chơi của hãng Remnant. Cũng có đi kèm với một cái sticker, rồi một cái list. Đó, mèn ơi, nguyên một bộ collection của những em chó Shiba. Bạn rất là dễ thương luôn. Có 8 bạn tổng cộng và hình như là được chia ra làm hai loại thiết kế các bạn. 4 em bên này thì chỉ có nghiêng đầu qua thôi. Còn 4 em bên này là giơ hai tay che mặt nữa. So cute. Và chúng ta đã mở ra được em màu hồng này. Này giống như là màu hồng đất vậy đó. Mỗi bạn đều có một cái tên ha. Nhưng mà đáng tiếc anh không có đọc được. Còn cái phụ kiện này nó là một cái cửa kéo của Nhật Bản. Mình sẽ lấy cái sticker này mình dán nè. Có hai cái bảng chữ ở đây, mình cũng dán lên luôn. Và nhìn theo cái hình quảng cáo thì giống như là mình dán thẳng lên cái cửa này. Đó, kiểu như vậy. Tông tông tông, có ai nhà không? Yêu ơi. Ý ơi, dễ thương, muốn xỉu luôn anh ơi. Bạn này được làm bằng một cái chất liệu nhựa cứng các bạn, đặt ở bên trong luôn. Cái finish bên ngoài thì sờ vào rất là láng nè. Trời ơi, đã vậy cái thiết kế thì siêu dễ thương. Đeo một cái yếm ở đây nữa. Và cái phụ kiện cửa kéo này là nơi để bạn Chiba chúng ta lấp ló đó. Đó. Thực sự là những cái đồ chơi siêu tầm ở trong trứng bất ngờ ở cái thị trường Việt Nam của chúng ta đó các bạn. Cái chất lượng của cái đồ chơi siêu tập bên trong nó không có được thực sự là cao và chất lượng. Nhưng mà chắc chắn nếu như các bạn nào có dịp chơi những cái loại trứng gacha gacha của Nhật Bản này sẽ có một cái nhìn khác về trứng bất ngờ ngay. Ok, bây giờ anh sẽ mở cái quả màu hồng này luôn. Thấy một nhân vật bảy viên ngọc rồng trong đây rồi. Đó, cái trứng này thì nó có cái cách mở hơi khác chút xíu, chúng ta phải mở cái khóa ở đây ra. Đấy. Ok, còn đây là một nhân vật siêu Saiya, tóc xanh ngọc luôn các bạn ơi. Bạn này hình như là hợp thể của Goku với lại Vegeta. Đã lâu quá rồi, anh không nhớ là còn đúng không nữa. Ok, nhưng mà trước tiên thì chúng ta xem cái list này ha. Đây, bạn này thuộc một cái series của đồ chơi móc khóa, bảy viên ngọc rồng, UDM. UDM này thì họ ra hình như là tới series 30 mấy rồi các bạn. Mà nhân vật cụ thể này thì chúng ta là đang ở series 6. Và là nhân vật đầu tiên luôn. Cũng có một cái phiên bản thứ hai, anh nghĩ là tóc vàng. Đó, và thêm một số những nhân vật dưới đây nữa. Ý, có Fie, anh thích nhân vật này nè. Ok, thì đây là một cái đồ chơi móc khóa cho nên là có một cái dây nè các bạn ha. Chúng ta có thể móc vào chìa khóa hoặc là cặp bút viết gì đấy. Rồi đây, còn bên dưới chúng ta hãy xem cái chất lượng của nhân vật nè. Anh nghĩ chắc cũng không cần phải diễn tả quá nhiều đâu. Các bạn xem nhé. Những cái chi tiết ở những cái phần quần áo nè các bạn thấy không? Những cái nếp gấp nè. Đây là một nhân vật tí hon nha. Nhưng mà các bạn thấy có thiếu cái chi tiết nào không? Họ làm rất là hay luôn. Wow. Chưa kể là nói tới cái mái tóc siêu Saiya này, có một cái lớp sơn phải gọi là sao, nó giống như là ánh xà cừ ngọc trai, quá xá là đẹp luôn. Đến kể cả như là hai cái bông tai hợp thể hai bên tai của bạn này, siêu tí hon luôn, nhưng mà những cái nét sơn nó cũng không có hề bị lem. Wow, oh my god, nhìn cái vành tai nè. Nhưng mà nào là fan thực thụ của bảy viên ngọc rồng thì anh nghĩ là sẽ rất là khó khăn có thể cưỡng lại được cái dòng UDM này nha. Quá tuyệt vời, so cool. Ok, tạm thời để ở đây. Và bây giờ anh sẽ mở tới một quả trứng to.
quả màu cam nằm ở giữa này. Xem nào, bọc lại bằng keo đã. Mở cái khóa gài ở đây đây. Wow, cái này là... Oh, hồi nãy anh cũng quên mất tiêu cái máy này là cái đồ chơi gì rồi các bạn. Để xem nào. Nhìn trông giống như là những cái quả châu cây thông Noel. Cái quả trứng này rất là to. Chút nữa mình để bảo quản nhưng mang này cũng rất là lý tưởng nè. Wow, xem tới cái món này nào. Ui, nó mềm mềm các bạn ơi, mềm mềm. Cái này đúng hình quả châu rồi nè, nhưng mà giống như là một cái bong bong bóng vậy đó. Ở bên trong mình như có những cái hạt, cái này gọi là cái hạt gì ta? Ui, à, là hạt nở các bạn ơi. Tiếng Anh gọi là Orbeez. Rồi, hiểu luôn. Đây là một dạng đồ chơi bóng xả stress. Ha, khi mà chúng ta cầm vào ha, mình bóp bóp rất là thư giãn luôn. Wow, wow. Cái lớp vỏ bên ngoài này thì nó hoàn toàn đóng kín các bạn ơi, seal lại luôn rồi, mình không có cách nào mà mình mở ra được. Và được làm bằng một cái chất liệu là cao su, rất là dày và dai. Để anh thử xem có mùi gì không. Hơi có một cái mùi kiểu như là cao su bình thường thôi, tất nhiên là cao su nó phải có mùi rồi, nhưng mà nó rất là nhẹ, không có nồng. Ok, xem nào. Cái lúc mà mình để bình thường thì cái lớp vỏ nó hơi bị màu đục đục như nè, mà mình bóp lên giống như là trong suốt luôn. Orbeez bên trong có hai màu, màu đỏ và màu xanh dương. Thảy xuống xem nào. Thảy xuống nó không có tưng mà nó dính luôn. Ok, nếu mà mình trang trí nguyên một cái cây thông bằng những cái quả này không á, chắc ai đi ngang qua thấy chứ cũng phải ráng bóp một cái như thế này. Ok, một món cũng khá là thú vị. Tiếp theo, mình mở tới trứng Pokemon của X-Men đi. Trời ơi, chưa từng thấy ai fan Pokemon mà chỉ biết mỗi đúng mỗi Pikachu. Đã dạy vặn tới hai lần vẫn không ra Pikachu các bạn. X-Men số nhỏ mà. Nhưng quả trứng này nó hơi đặc biệt một chút xíu, đó là cái vỏ bên ngoài á, nó là cái đầu của nhân vật luôn. Và khi chúng ta tách bên trong nè, 1, 2, 3, wow, là mình sẽ có cái thân của nhân vật các bạn. Và chúng ta sẽ lắp ráp như thế này. Đó. Ta-da! Mèn ơi, lại thêm một nhân vật đúng tim người chơi nữa rồi. So cute! Ok, xem cái list nào. Trong cái series này chỉ có 4 nhân vật thôi. Là Pikachu, Eevee, bạn chim cánh cụt này anh không nhớ tên. Còn đây là một cái bạn cú mèo. À, bạn này nhìn quen. Anh đã mở ra được một phiên bản của bạn này ở trong Pokemon Forest. Rất là dễ thương luôn. Ok rồi, nhưng mà nào nhớ tên bạn này thì hãy comment ở bên dưới cho anh được biết với ha. À thôi, lỡ rồi thì mình mở luôn bạn Eevee này ra luôn. Bạn này có tên là Eevee, có thể là các bạn chưa có nhận ra bởi vì thiếu cái tai nè. À, mình mở cái đầu bên trong ra. Đây, có cái thân và cái tai luôn. Đây là cái list y chang luôn, một dòng đồ chơi của Bandai. Và chúng ta sẽ lắp ráp như thế này. Bây giờ là các bạn đã nhận ra rồi ha. Một bạn Pokemon có 8 cấp độ tiến hóa lận, nhưng mà đây là đang ở cấp độ 1. Ok, và bạn này thì sau khi lắp ráp xong mà còn to hơn cả quả trứng luôn. Nói về cái chất liệu nhựa của cái dòng này á thì khỏi phải bàn cãi luôn các bạn ơi. Wow, rất là chất lượng, nhựa rất là dày và cứng. Chứ kể là những phần thân của cả hai bạn này đều là đặc hết nha các bạn. Đó, và có một cái độ nặng nhất định nè. Cảm giác cầm trên tay như thế này rất là đã. Rồi, chúng ta mở tới cái quả trứng màu xanh lá cây này đi. 1, 2, 3. Wow. Và đây là Squishies. Là một cái bịch bánh mì sandwich các bạn ơi. Oh my god, so cute. Nào là bánh mì sandwich thượng hạng được làm từ lúa mạch rồi đạt giải thưởng này nọ. Trời ơi, cái bao này y chang như là ổ bánh mì thiệt luôn các bạn. Rồi, trước tiên thì mình xem cái list coi. Nguyên cái bộ sưu tập này nó là về cái gì. Ok, những cái món còn lại nó đều nằm trong một cái bịch và tượng trưng cho những cái loại bánh khác nhau. Mình thấy như có bánh bao nè. Rồi cái này cái gì hình trắng đen nhưng mà mình không có nhìn thấy rõ. Chừng nào edit video xong chắc anh coi lại. Ok, xem nào. Ở ngay trên đây là một cái móc khóa được móc ngay cái bịch luôn các bạn. À, có nghĩa là cái bịch này nó cũng là một phần của cái món bánh mì ha các bạn ha. Tạo thành một cái móc khóa. Nhưng mà hình như anh nghĩ là chúng ta có thể mở được bên trong để xem. Đây, mình vặn cái dây vàng này ra. Ok. À, lấy ổ bánh mì sandwich ra nào. Cẩn thận chân rách. Yeah. Đây chính là một cái ổ bánh mì sandwich chậm tăng các bạn ơi. Wow, cái màu sơn kiểu cháy cháy của bánh mì nè, rất là thật, rất là đẹp luôn. Để xem cái squishy nó có mùi không. À, có một mùi thơm nhẹ giống như là mùi sô cô la. Và để coi chậm tăng tới cỡ nào. Quá hay luôn. Nhưng mà anh nghĩ là cái món squishy này đẹp nhất là khi mà mình bỏ vào trong cái bao. Đó.
Ok, đeo cái này vào cặp hay là chìa khóa, nhiều khi người ta tưởng mình có một ổ bánh mì tí hon thiệt luôn á. Very very cute. Mẹ ơi, hôm nay anh mở ra được toàn những món độc lạ mà dễ thương muốn xỉu không à. Quá đã luôn. Rồi, bây giờ mình còn một quả trứng lớn và hai quả trứng nhỏ ha. Quả trứng lớn này là mình biết chắc chắn là Minion rồi nè. Thì mình mở, ok, mở Minion ra luôn. Xem nào, quả này thì Lily đã mở ra được đúng ngay một bạn Minion mong muốn luôn. Tròn tròn tròn. King Bob, hooray. Và nếu như các bạn còn nhớ thì nhân vật này anh Khoai Tây đã mở ở trên Toy Station cũng một số dòng rồi. Bạn Minion Bob ở trong trang phục của hoàng gia anh nè ha. Mô phỏng theo một cái tình tiết ở trong phim Minion. À, cho các bạn xem một vòng 360 độ. Chi tiết cực kỳ luôn. Ủa, cái áo choàng này nhìn giống như là cái mai rùa vậy đó. Đây còn cái vương miện nè các bạn. Oh my god, rất là đẹp luôn. Đây là em gấu Teddy của Bob. Và họ cũng đã thể hiện luôn một cái chi tiết đặc trưng của bạn này. Đó là mỗi mắt sẽ có một màu. Đây là xanh lá cây, bên đây là kiểu màu nâu. Hả, chi tiết ha. Và chất liệu thì cũng là một loại nhựa đặc cao cấp. Ok, mình coi đến cái list. Trang. Có 4 nhân vật tất cả thì mình đã mở ra được King Bob. Phiên bản khác của Bob thường cầm Teddy. Còn đây là 2 Minion hình dạng chuối. À và có lẽ là các bạn cũng đã nhận ra là tuy là mô hình nhưng mà bạn này không có thể nào mà đứng được nha các bạn. Đó. Các bạn nhìn cái thiết kế nè, cái áo này nó còn dài hơn cả cái chân luôn. Sao mà mình đã đứng được đúng không? Có lý do nha. Đây. Hãng sản xuất ra cái series này là hãng Putito. Không biết đọc có đúng không nữa. Và theo anh được biết thì cái hãng này chuyên sản xuất những cái loại đồ chơi mà kiểu như là mình sẽ đặt lên miệng ly được như thế này. Đó, những nhân vật là sẽ luôn luôn kiểu như là đu lên cái miệng ly á các bạn. Rất là dễ thương luôn. Và cũng không hẳn nhất thiết là phải cái ly nha các bạn. Miễn sao tất cả mọi cái thứ gì, đồ dùng gì mà có một cái thành nó mỏng mỏng như vậy nè, vừa cái thiết kế ngay đây của cái món đồ chơi thì đều sẽ là đu được hết. Đó, đu bên ngoài. À không, bên ngoài nó bị cong ra cho nên là không có đu được. Đu bên trong thôi. Đây, mình sẽ lấy luôn cái ly nước này ra cho các bạn dễ hình dung. Đó, mình sẽ để cho bạn này đu được. Ui. Ta-da-da. Nhìn đúng mắc cười luôn các bạn ơi. Uống miếng nước nào. What? Oh my god. Ok, một kinh nghiệm. Đừng có vừa chân bạn này rồi vừa uống nước nha các bạn. Kiểu mình chân cố định chân cho đẹp thôi. Rồi, tới hai quả trứng cuối cùng. Xem nào. Quả này bên trong có... À, hình như là... Pokemon. Ok, nhớ rồi. Và chúng ta lại có thêm một bạn Eevee nữa. Nhưng mà là ở dạng móc khóa nha các bạn. Ủa, anh thích cái dây móc khóa này nè các bạn ơi. Không phải là dây sắt nữa mà là kiểu dây thừng. Đó. À no, cái này nó không phải là móc khóa. Mà là mình để, mình xỏ vô điện thoại á. Móc điện thoại, đúng rồi. Bạn này thì cũng hơi ở một cái dáng chibi. Nhưng mà cũng khá gần với lại cái tỷ lệ cân đối trong phim hoạt hình. Cũng bằng nhựa đặc luôn nè. À, ở dưới đây còn có chi tiết của cái bàn chân nữa. Những cái đốm hồng nè. Cho các bạn so sánh phiên bản của hai bạn này trong tập này luôn. Bạn này thì khổng lồ và đầu siêu to. Đó. Mặt sau. Ồ, bạn này có đi kèm theo một cái name tag nữa. Đây là tên của bạn này, Eevee, viết theo tiếng Nhật. Bản quyền của hãng Nintendo TRs Made in Vietnam. Wait, what? Ê, cái món này được gia công ở Việt Nam các bạn ơi. Ok, thú vị nha. Chính là công ty chính hãng ở bên Nhật. Đây, mình xem cái list. Đây là một dòng đồ chơi của hãng Takaratomy Arts. Thì cái hãng này, chính hãng ở bên Nhật, họ đã đặt hàng gia công, sản xuất tại Việt Nam của chúng ta. Còn đây, trong quả trứng cuối cùng. Anh nhớ là Lano có vặn là hai bạn Shiba do anh suối. Xem nào, chúng ta có một bạn. Đây là cái phiên bản thứ hai. Tóc 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 mí. Tóc tóc mí. Wow, là dễ thương luôn các bạn ơi. Chúng ta đã mở ra được em màu nâu này. À, cái màu ở bên ngoài nó hơi đậm hơn là ở trong list một chút xíu. Nhưng mà đúng rồi, rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Oh my god, không thể chịu nổi luôn. Em này cũng khá nhí nhảnh rồi. Em này còn nhí nhảnh gấp đôi luôn. Toy Station mà có mấy em Shiba này thật ngoài đời chắc bẹo cho phệ má luôn quá. Độ dễ thương muốn xỉu luôn á anh ơi. So cute. Thì anh đã nói rồi mà, Cam Cam nói về đồ chơi trứng bất ngờ thì gacha của Nhật Bản là số 1 thế giới luôn. Không chỉ là về thiết kế chất lượng mà còn về cái cảm giác chúng ta vặn ra được nhiều quả trứng, rất là thỏa mãn. Và thật không ngờ là bây giờ chúng ta cũng không cần phải qua bên Nhật để trải nghiệm những cái máy gacha mà chỉ cần đi đến Vạn Hạnh Mall rồi leo lên lầu 3 kiếm ngay tiệm Doki Doki. Và theo anh được biết thì hình như là họ cũng chưa có gọi là khai trương chính thức luôn, mới chỉ là soft opening thôi. Cho nên là những bạn nào có quan tâm thì hãy đến xem thử ha.
Ok, như vậy là một tập nữa trên Toy Station đến đây là hết rồi. Nếu như thích video này thì các bạn hãy cho anh Khoai Tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Khoai Tây và Cam Cam sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì anh xin chào tạm biết. Bye bye các bạn luôn nha.